Video ngày hôm nay mình sẽ làm video để gửi tặng đến tất cả mọi người là hướng dẫn các bạn cách tô màu sao cho thật đẹp những bức tranh. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nào. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tô màu nha các bạn. Mình đã tô màu xong nha các bạn. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ làm video để gửi tặng đến tất cả mọi người là hướng dẫn các bạn cách tô màu sao cho thật đẹp những bức tranh. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nào.
Bây giờ mình sẽ tiếp tục cho mọi người các bạn. Mình đã tô một xong.